Cảm ơn anh Sơn nha. Chịu họ để nhúc nhích nha. Mấy giờ mày? Cố gắng một chút.
Cái dáng hơi hơi ấy ha. Đấy chứ. Mụn nhiều để lâu quá. Dạ, nó hơi cứng. Nó cứng em. Dạ đúng. Lâu nay em không có nặng đâu. Nhìn tưởng dễ lấy mà rất là cứng. Tình yên nè mi, đừng ra. Chị cái đang cầm kim. Nha em nhờ quá nè. Dạ em giàu không chị? Tại vì thường thường là sáng nhiều em đây. đi là em là rửa mặt, chiều về là nó lại nhờn. Nhưng mà em đang làm công việc gì? Em làm kế toán văn phòng. Ồ vậy đó hả? Dạ. Em đi với chị em hả? Dạ, đó là gì? Cái ba là gì em hả? Dạ. Em là bao nhiêu tuổi hả Tân? Em năm nay 24 chị. Cố gắng em đừng nhúc nhích nha. Dạ. Trong chân mày mà nó có mấy cục bự lắm nè, em để lâu nên nó viêm lên á. Viêm giống như mấy cục dưới hàm á. Mùng mũ khoảng chị. Nó mùng mũ khoảng chị. Nó băng cục mũ lên tay chị, thấy không? Đấy. Mi nha, mi nha. Lấy xíu ngay chỗ này xong. Em để lâu nó sẹo hết cái mặt em á. Mặt em sẹo là do cái mụn, mấy cái mụn này nè. Em qua chỗ chị lần nào chưa? Đây lần đầu chị. À lần đầu hả? Như gì em chắc quá à. Dạ. Chị mới nhìn chị tưởng chị. Gì là em của mẹ hả? Dạ. Đó. Mẹ của gì là nói chung là chị của ngoại em. À, mẹ của gì là chị của ngoại rồi, hiểu.
nó xong trái rồi. Còn cái này